Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Dương. Thưa quý vị, sau khi mà Mỹ rút quân ra khỏi Afghanistan và Kabul đã bị sụp đổ. Có những thính giả ở trong Việt Nam gửi Messenger hỏi tôi những câu hỏi nội dung như sau, đó là Có bao giờ Mỹ rút quân ra khỏi Hàn Quốc không? Nếu Mỹ rút quân ra khỏi Hàn Quốc thì hàn quốc có bị sụp đổ như afghanistan không nếu mỹ rút quân ra khỏi hàn quốc thì bao lâu hàn quốc sẽ bị sụp đổ nếu mỹ không rút quân thì lý do tại sao có phải vì hoàn toàn là bảo vệ hàn quốc hay vì lý do nào khác nữa thưa quý vị những câu hỏi đó là những câu hỏi rất nặng ký nên tôi cũng xin phép mạo muội trả lời trong khả năng hạn chế và sự hiểu biết rất là nhỏ bé của tôi mong quý khán thính giả thấy có những sai trái hoặc là không đúng hoặc là chưa đủ sâu quý khán thính giả có thể góp ý để tôi học hỏi thêm Thưa quý vị, để trả lời được những câu hỏi đó, chúng ta cũng cần ôn lại một chút lịch sử và nắm bắt thêm một số dữ kiện đương thời. Vào năm 1950, cố lãnh tụ Kim Nhật Thành ở Triều Tiên phát động chiến dịch giải phóng toàn vùng bán đảo Triều Tiên. Với sự yểm trợ của Liên bang Xô Viết và Trung Quốc. Khi ấy, quân của ông Kim Nhật Thành tiến công như vũ bão, thì nước Mỹ e ngại cả bán đảo Triều Tiên bị nhiễm đỏ, bị nhuộm đỏ. Thì chủ nghĩa Cộng sản có thể lây lan sang nước Nhật. Và đó là cái, cái sự phòng thủ về hàng hải tuyến đường từ ở dưới châu Á đi qua Alaska bị đứt đoạn và cũng như là tuyến đường hàng không Alaska là một tiểu bang rộng lớn của nước Mỹ ở phía Tây và đã mua được từ bên phía Nga vào cái thế kỷ thứ 19 nên Mỹ e ngại đó là an ninh quốc gia của Mỹ. Mỹ đã đưa quân qua yểm trợ cho Thủ tướng Lý Thừa Vãn, Richmond Lee. Thủ tướng Lý Thừa Vãn, họ gọi là Richmond Lee. Và cuộc chiến kéo dài, dai dẳng 3 năm tới năm 1953. Năm 1953 cho tới giờ phút này chưa có hiệp điện hiệp định ngưng chiến thưa quý vị chỉ có là mới có là hiệp định tạm ngưng bắn thôi mới là truce thôi từ năm 1953 tới giờ là đã 68 năm thế rồi vào năm 1966 Mỹ và Hàn Quốc ký một cái hiệp định là hiệp định uh, giữ quân nhân của Mỹ ở tại Hàn Quốc. Hiệp định này được viết tắt là SOFA (S O F A) SOFA là do chữ Status of Forces Agreement, Status of Forces Agreement hóa ước về sự hiểu biết của hai lực lượng đó là mỹ và hàn quốc theo sofa thì điều năm trong cái hiệp ước này nước mỹ sẽ phải trả toàn bộ chi phí cho việc mà đóng quân ở tại hàn quốc toàn bộ chi phí trừ ra những phần mà của hàn quốc để mà cung cấp cho quân nhân Mỹ ở nơi đây như là đường xá và các tòa các các nhà công cộng thì Hàn Quốc phải chịu chi phí cái chuyện đó. Thì Mỹ đóng quân từ đó đến nay và tới hôm nay năm 2021 thưa quý vị Dự trù ở tại Hàn Quốc có khoảng chừng là 28.500 nhân sự của Mỹ ở tại Hàn Quốc. Trong đó là có 19.500 là bộ binh của Mỹ, 19.500 bộ binh. 7.800 là không quân, tức là các phi công của Mỹ. À, 350 À, người ba, ba người 350 hải quân và 120 thủy quân lục chiến ở tại Hàn Quốc nhiều nhất là ở trong trại Camp Humphrey ở tại tỉnh Pyeongtaek thuộc phía nam của Hàn Quốc. À, thưa quý vị, đó là 28.500 nhân sự của Mỹ thì đóng lại nhiều nhất là ở Camp Humphrey ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. Đó là con số mà tôi muốn cung cấp thêm. Và ngoài cái cơ sở nó gọi là Piontak ở dưới phía nam của Seoul thì còn có là những nơi như là trại gông xăng ở phía trung tâm của Sun rồi có campbell walker ở phía đông nam của daegu và có hai à, hai à, phi trường quân sự ở osan và cũng có phi trường quân sự ở gunsan và một phi trường quân sự ở phía nam của seoul đó là tình cảnh chung của nước mỹ đóng quân ở tại hàn quốc đặc biệt là nơi đây có một dàn địa đối không của Mỹ để bắn các phi đạn của Triều Tiên hoặc là các phi đạn của Trung Quốc nữa. Và thưa quý vị, và để duy trì được sự tốn kém đó, nó rất là nặng. Riêng của phía Hàn Quốc thôi thưa quý vị, Nói là để mà hỗ trợ đôi chút thôi Thì đã là tính ra là gần 1 tỷ Mỹ Kim mỗi năm Để trả cho các nhân sự 48% Là trả cho Các nhân sự 9.000 người Hàn Quốc Mà được quân đội Mỹ thuê mướn làm, đó là 48% khoảng trên, Trong cái số tiền khoảng 1 tỷ tức là khoảng chừng uh, gần một ngàn tỷ tiền quan đó tới một ngàn tỷ tiền quan tức là khoảng chừng mới có chín trăm mấy chục triệu rồi chưa tới 1 tỷ đô la thế rồi còn 36 trăm còn lại á, uh, là Hàn Quốc để xây cất các cái nhà cửa và đường xá cho quân nhân của Mỹ trú ẩn và ở theo cái uh, khoảng năm mà Hiệp ước SOFA đã được ký năm 1966. Theo các chuyên gia của Mỹ đánh giá về tài chánh, thì số tiền mà Hàn Quốc đóng góp khoảng chừng 1 tỷ Mỹ Kim trước năm 2019, thì 90% nó quay trở lại cho nền kinh tế của Hàn Quốc. Và phần của Mỹ đóng góp thì đương nhiên nó làm giàu, cho Hàn Quốc. Mà đóng góp của Mỹ là mỗi một năm lên tới khoảng chừng trên chục tỷ mỹ kim. Thì dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump, năm 2018, ông ép buộc Hàn Quốc phải gia tăng sự đóng góp lên tới là 5 tỷ mỹ kim. Hàn Quốc từ chối. Ông cựu tổng thống Donald Trump nói đã thế đây là vấn đề mà chúng ta cần bàn tới. Đã thế, nước Mỹ rút quân ra khỏi Hàn Quốc. Đã thế, nước Mỹ rút quân ra khỏi Hàn Quốc. Ông hâm dọa điều đó. Nhiều lần vào năm 2018 và năm 2019. Nhưng mà Hàn Quốc cũng không chịu. Hàn Quốc nói nếu mà có khả năng tăng cái tiền đóng góp chi phí của Hàn Quốc thì Hàn Quốc chỉ có thể tăng thêm 13% mà thôi. Và có những lần mà cựu tổng thống Donald Trump làm mặt lầm lầm lì lì giận hơn đủ thứ hết. Rồi hù là rút quân ra khỏi Hàn Quốc. Nhất là rút quân ra khỏi trại Camp Humphrey để đưa về lại Mỹ. Ít nhất là đợt đầu là 4.000 quân nhân vân vân và vân vân. Ông hù rất là nhiều nhưng cuối cùng không làm gì được hết. Và khi mà Tổng thống Joe Biden lên nhậm chức tháng 5 ngày 21 tháng 5, nhiều quan chức và nhiều bình luận gia cũng như là các phóng viên báo chí có hỏi Tổng thống Joe Biden có rút quân ra khỏi Hàn Quốc hay không. Và hỏi thẳng luôn cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dưới thời ông Tổng thống Joe Biden là ông Lloyd Austin là có bao giờ có cái gì đó của cựu tổng thống Donald Trump để lại rồi bây giờ sẽ phải rút quân ra khỏi Hàn Quốc hay không? Thì nội các của tổng thống Joe Biden trả lời là không, không thấy cái gì hết, không có rụt rịch không. Như vậy, thưa quý vị khán thính giả, câu hỏi thứ nhất nước Mỹ có rút quân ra khỏi Hàn Quốc hay không? Thì đã có câu trả lời từ nội các của Tổng thống Joe Biden là không. Mà tại sao là không? Khi mà cựu tổng thống Donald Trump hâm dọa rút quân ra khỏi Hàn Quốc thì rất nhiều bình luận gia cánh hữu của Mỹ cho rằng là đã đến lúc Mỹ nên rút quân ra khỏi Hàn Quốc vì Hàn Quốc không cần Mỹ babysit nữa như tờ The Diplomats cũng đã từng viết những bài bình luận như vậy. Họ cho rằng là Mỹ sử dụng tiền ở Hàn Quốc nó không cần thiết khi mà chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Chủ nghĩa Cộng sản không còn đe dọa nước Mỹ ngay như ngay từ lúc đầu. À, nên là Mỹ không cần có mặt ở tại Hàn Quốc nữa. Và thứ hai đó là nếu mà Mỹ rút quân đi đó thì họ cho rằng là Hàn Quốc đủ sức mạnh để tự lo cho mình. Vì Hàn Quốc về vấn đề kỹ thuật thì bây giờ rất là tân tiến. Về vấn đề kỹ thuật quân sự thì họ cho rằng là các chiến đấu cơ cũng như là hỏa tiễn rồi này nọ của Hàn Quốc mạnh hơn, tân tiến hơn Triều Tiên. Và họ nói rằng là Hàn Quốc đông dân hơn Triều Tiên. Nền kinh tế của Hàn Quốc gấp 4, gấp 5 lần Triều Tiên. Thì Hàn Quốc không có gì để mà sợ sự xâm lắng của Triều Tiên. Nên họ nói thôi, Mỹ rút quân đi. Điều không? Sự vận động đó là có từ năm 2019 tới năm 2020. Nhưng mà đó cũng chỉ là những ván bài thấu cái để ép cho Hàn Quốc phải tăng ngân sách chi cho cái vấn đề nước Mỹ đóng quân ở Hàn Quốc. Nhưng Hàn Quốc cũng không chịu chi thêm, chỉ nói là tăng 13%, nhân ấy không nhận thì thôi. Bởi vậy dưới thời của nội các Tổng thống Joe Biden, ông ấy trả lời là không rút quân không rút quân thì có lý do của Mỹ không phải vì Mỹ thương người dân Hàn Quốc không phải vậy thưa quý vị năm 1997 <laughs> có một người cấp cao ở Triều Tiên đào tẩu xuống Hàn Quốc ông ấy là ông Hoàng Văn Dốc Hoàng Văn Dốc ông tiết lộ những bí mật của Triều Tiên Cho Mỹ và cho Hàn Quốc biết Thì khi ấy Người ta hỏi Ông Hoàng Giang Gióp là tại sao đó Tại sao Triều Tiên Có khả năng để Tấn chiếm Hàn Quốc Từ năm 1953 tới năm 1997 Vì cái ý chí quyết liệt của người dân Triều Tiên. Tại sao không làm việc đó để thống nhất đất nước? Thì ông Hoàng Giang Gióp trả lời là tại vì có sự hiện diện của Mỹ. Nếu không có sự hiện diện của Mỹ thì Triều Tiên tấn chiếm Hàn Quốc trong khoảng chừng vài tháng thôi, có thể cả 45 ngày là xong. Đó là sự trả lời của ông Hoàng Nhân Dốc vào năm 1997. Bây giờ cũng đã là 24, 25 năm rồi. Thì những tờ báo lớn của Mỹ họ đánh giá cái khả năng về quân sự của Hàn Quốc bây giờ hơn Triều Tiên rồi có đúng hay không? Thưa quý vị, điều đó là đúng, nhưng mà lại là sai. Đúng ở chỗ là Hàn Quốc có về kỹ thuật tăng tiên tiến hơn Triều Tiên. Đúng như vậy. Nhưng mà về sức chiến đấu, thua. Triều Tiên vẫn có một triệu 200 ngàn quân nhân, một triệu 200 ngàn quân nhân tại chức là quân đội lớn thứ tư của thế giới. Dầu Triều Tiên có những vũ khí lạc hậu thua với so với Hàn Quốc, nhưng sức chiến đấu của Triều Tiên bền bỉ và dai dẳng hơn. Nếu Mỹ chỉ rút quân đi thôi, thì tinh thần chiến đấu của Hàn Quốc bị lung lay, thì Triều Tiên tấn chiếm như vũ bão và với sự yểm trợ đặc biệt của Trung Quốc hoặc là của gì đó, thì coi như là theo đánh giá của những nhà quân sự. Nói như là CNN hoặc là the, the diplomats nói rằng là Triều Tiên đánh thì Hàn Quốc có khả năng tự vệ, thưa quý vị không? Sẽ giống như cảnh Taliban đánh vào Kabul. Quân chính phủ của dầu có bao nhiêu đi nữa nó có nhiều đạn dược tân trang của chính phủ Mỹ đi nữa đó thì Kabul cũng thất thất thủ rất nhanh. Quý vị thấy rằng là chỉ trong có một tuần thôi. Mở cái chiến dịch chỉ trong có một tuần là xong. Thì hàn quốc nếu mà mỹ rút quân thì hàn quốc không chịu nổi được qua hai tháng hàn quốc không chịu nổi được qua hai tháng đó là đánh giá của những người như ông david maxwell đã viết trên bình luận của ông nói rằng là The flaw logic of withdrawal from South Korea. Ông đã tấn công lại những người nói rằng là Mỹ nên rút quân. Ông cho rằng không nên rút quân. Rút quân là chỉ trong vòng có vài tháng là Hàn Quốc mất. Mà nếu mà Hàn Quốc mất vào tay của Triều Tiên thì Mỹ mất luôn cả một cái thế đứng trong vùng, cái vùng biển vàng và đó là Mỹ mất luôn cái buffer zone tức là cái nơi mà gọi là đỡ đạn vì nếu đó hồi trước có bảo rằng là Mỹ sử dụng nơi đó để mà ngăn chặn cái sự lây lan của làn sóng đỏ thì bây giờ Hàn Quốc cũng là nơi để ngăn chặn cái sự lây lan của chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Trung Quốc qua cái con đường Triều Tiên nếu mà Triều Tiên bắn phi đạn đó, thì bây giờ đó là không còn có nơi để mà đỡ phi đạn. Không có nơi để đỡ kịp. Hàn Quốc là nơi như tôi nói là đã chứa cái dàn địa đối không chặn cái phi đạn của Triều Tiên. Mà mất Hàn Quốc thì mất luôn cái nơi đó, và như vậy đó là nếu mà Triều Tiên mà chiếm được cả Hàn Quốc đó, thì với một cái tinh thần chủ nghĩa dân tộc cực đoan sẽ gây sự sức ép rất lớn lên trên Nhật Bản. Vì mối thù hận của Nhật Bản đã xâm chiếm họ vào cuối thế kỷ thứ 19 và đã để lại nhiều cái vết thương chiến tranh. Nhất là quý vị đã nghe những câu chuyện lính của Nhật Bản đã hiếp đáp phụ nữ Hàn Quốc và Triều Tiên như thế nào rồi thì lúc đó sẽ có một cái cảnh gọi là trả thù tấm máu lên trên Nhật Bản như thế nào bằng một cái cách nào đó từ cái phía của cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nên đó là một cái sự lo ngại không những mất địa điểm mà để mà giữ chống lại cái các đã ở các, các phi đạn của Triều Tiên. Mà còn là một cái sự lấn sân thay vì nó là lấn sân về chủ nghĩa cộng sản thì bây giờ nó sẽ là lấn sân chủ nghĩa dân tộc cực đoan. như ông David Maxwell ông cho rằng là vẫn phải cần cần cái chữ đó và cũng không để cho Trung Quốc có cơ hội là thao túng toàn vùng. Vì nếu mà đó là Hàn Quốc mất vào tay Triều Tiên mà Triều Tiên thì nương tựa nơi Trung Quốc rõ ràng. Thì coi như những cái vấn đề như đảo Senkaku rồi gì đó là sẽ bị Trung Quốc À, thao túng hoàn toàn và như vậy đó một cái trận địa mới nó không phải với liên xô mà với trung quốc sẽ là một cái gì đó nó có một cái tính cách toàn cầu nó lây lan giống như một con domino đài loan sẽ bị trung quốc chiếm và rồi như vậy là ảnh hưởng thẳng tới biển đông và cái tuyến đường hàng hải mà đi lên đó lên ra như vậy nó sẽ bị bị đứt khoảng đứt khoảng cho cái tuyến đường đó tuyến đường hàng hải hàng không ở đó nó bị đứt quản và đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của mỹ tại nữa tại tại tiểu bang alaska mỹ mà rút quân ra như vậy đã về trên phương diện chiến lược và chiến thuật thì là về địa địa chính trị là một sự thất thế vô cùng thất thế vô cùng không thể nào rút quân được chưa nói về vấn đề mà chính trị toàn cầu thì người ta sẽ mở ngoặc và đóng ngoặc rủa xả nước Mỹ là bỏ rơi đồng minh một lần nữa, giống như bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng hòa, bỏ rơi đồng minh Afghanistan, bây giờ bỏ rơi đồng minh, Hàn Quốc thì không còn ai tin tưởng. Không còn ai tin tưởng. Mỹ đã làm giàu cho Hàn Quốc nhưng cũng chính Hàn Quốc đã cung cấp lại cho nước Mỹ nhiều nguyên liệu nhiều nhân sự, nhân công. Đó là một sự hổ tương hai chiều, bây giờ mà Hàn Quốc mà mất đi đó thì Mỹ bị chơi với. Mỹ có thể dùng Hàn Quốc để cân bằng nhiều thế lực trong vùng mà bây giờ mất đi Hàn Quốc thì Mỹ sẽ bị chơi với. Nên là khi mà cựu tổng thống Donald Trump làm áp lực lên trên Hàn Quốc, Hàn Quốc biết rằng đó chỉ là một công bài thấu cấy. Nên Hàn Quốc không chịu chi thêm mà chỉ 13% nhận hay không nhận thôi bỏ Đừng có nghĩ rằng là các anh rút quân ra được đâu Các anh thấu cái thôi Vì những nhân sự của Hàn Quốc người ta ngồi người ta đã tính rồi Mỹ có dám rút quân không Họ nhận định Mỹ không dám rút quân Cho nên họ mới bắt cái bán cờ đó Và như vậy Tổng thống Joe Biden trả lời là không rút quân Vì rút quân thì cái câu trả lời cho quý khán thính giả hỏi tôi là khoảng bao lâu là hàn quốc mất chỉ trong vòng mấy tháng thôi mà như vậy thì có lợi cho mỹ không không có hại cho quyền lợi của mỹ mỹ phải ở lại vì đó là quyền lợi của mỹ nữa an ninh quốc gia của mỹ về vấn đề hàng không hàng hải cũng giống như là trực tiếp đến với alaska không thể bỏ rơi được vì lý do đó mỹ không thể rút quân được Triều Tiên chỉ mong đợi là Mỹ rút quân. Trung Quốc chỉ mong đợi cho Mỹ rút quân. Mỹ mà rút quân một cái là Triều Tiên nói rằng là bất chiến tự nhiên thành. Đừng tưởng là Triều Tiên sợ Hàn Quốc không có dầu rằng là vũ khí bây giờ thô sơ hơn Hàn Quốc, nhân sự về vấn đề dân số thì nhỏ hơn nhưng mà quân đội thì đông hơn. Quân đội thì đông hơn, và họ có kỷ luật hơn. Quân đội họ có kỷ luật hơn. Và các đánh giá của thế giới cho biết rằng là quân đội Triều Tiên á, là chiến đấu vì lý tưởng bền bỉ hơn, dai dẳng hơn. Ở ngoài quý vị có thể nhìn vào nói, ôi tại sao lại nghe lời có một cái anh nhảy ranh như Kim Jong-un. Nhưng mà không, ở trong đó quý vị mới biết là họ thân tượng đại gia đình Kim Jong Un và cố lãnh tụ Kim Nhật Thành cũng như là Kim Chính Nhật họ thần thánh rồi họ thần thánh hóa rồi họ nghe lời một cách râm rắp nó là một cái mũi nhọn xuyên suốt không có một lượng lượng nào dễ mà có thể chịu đựng được sự tấn công của Triều Tiên Dẫu rằng vũ khí của họ còn thô sơ nhưng mà họ kèm theo những cái gì khác để khắc phục những cái sự thô sơ đó, đừng giỡn, đừng giỡn chơi. Và chính vì lý do đó, Mỹ chưa dám rút quân. Biết rằng là rút quân bây giờ Hàn Quốc trong vòng mấy tháng là xong. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý vị và góc nhìn của tôi về vấn đề này trả lời cho những câu hỏi đã gửi đến tôi. Thưa quý vị, tôi cũng có sự hiểu biết hạn chế và góc nhìn của tôi vì thế cũng hạn chế nên mong quý khán thính giả nếu tôi nói không sâu đủ hoặc là chưa hiểu biết đủ có những bậc cao nhân xin quý vị chỉ giáo chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau